Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VReview và mình là Nam đây. Và hiện tại thì mình đang ở Đà Lạt với một người bạn đồng hành, đó chính là mẫu xe Suzuki Hybrid Ertiga. Và phiên bản mình trải nghiệm ngày hôm nay đó chính là phiên bản Sport Limited có giá là 678 triệu đồng. Và hiện tại thì Suzuki đang bán 3 phiên bản, bao gồm phiên bản MT là 509 triệu đồng, phiên bản AT là 639 triệu đồng và đây là phiên bản Sport Limited 678 triệu đồng. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem liệu mức giá của Suzuki Hybrid Ertiga này nó có đáng mua không nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là về Sport Limited. Đây là phiên bản mà Suzuki trang bị cho nó một phần body kit ở toàn giải, từ đầu xe, thân xe đến đuôi xe. Và về phần đầu xe chúng ta sẽ có một phần cản ở đây, giúp cho chiếc xe cảm giác nó thể thao, nó khỏe và nó nam tính hơn. Ngoài ra thì có một điểm trừ mà mình muốn chia sẻ ngay các bạn, đó chính là mẫu xe này sẽ chỉ trang bị bóng đèn dạng halogen thay vì bóng đèn dạng LED. Và điểm này khiến mình chưa thực sự hài lòng lắm, bởi vì mình hay di chuyển trên những cung đường xa và đèn LED thì sẽ giúp mình sẽ có tầm chiếu xa tốt hơn, kèm theo đó mình sẽ tự tin đi trên những quãng đường dài hơn. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một dải đèn LED định vị ban ngày ở dưới đây. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ có cụm đèn chiếu sáng sương mù cũng ở phía dưới này. Mình đánh giá rằng là với cái thiết kế này thì cực kỳ thể thao và cá tính rồi. Mình nghĩ không có điểm gì để chê ở mẫu xe này cả. Chỉ có điểm nhỏ nhỏ, đó chính là cần phải chuyển sang bóng đèn dạng LED. Và nếu như các bạn mua xe về thì cũng nên độ sang bi LED, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta tự tin đi trên những quãng đường dài hơn. Thêm một điều nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là việc mẫu xe này sẽ được trang bị một công nghệ an toàn cực hay, đó chính là hệ thống camera 360 độ xung quanh xe. Đây là một trang bị hiếm hoi trong cùng phân khúc. Chúng ta sẽ có phần camera ở phía trước, ở hai bên gương và phía sau xe, sẽ giúp chúng ta di chuyển an toàn hơn ở mọi nơi, đặc biệt là những đoạn đường hẹp hay những điểm đỗ mà chúng ta khó quan sát. Bước sang đến thân xe, như mình đã chia sẻ với các bạn rồi, chiếc xe này sẽ có một phần ốp body kit ở đây với một dòng chữ, đó chính là Suzuki Sport, cực kỳ thể thao. Ngoài ra thì xe trang bị một bộ vành đa chấu kích thước 15 inch. Và các bạn có thể thấy là kích thước vành cộng với thiết kế tạo nên một tổng thể thể thao dành cho mẫu xe này. Đặc biệt khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường thì nhìn cái phần thiết kế vành này cực kỳ đẹp. Và ở như mình đã chia sẻ lúc ban đầu, vì chiếc xe này được trang bị hệ thống camera 360 độ xung quanh xe nên là chúng ta cần có phần camera ở đây. Nhưng có điểm hơi tiếc một chút mà mình muốn chia sẻ, đó chính là khi mà mình khóa cửa xe thì xe gập gương lại. Nhưng khi mình mở cửa ra thì hệ thống gương không tự động mở ra mà mình lại phải ấn. Đây là điểm trừ nho nhỏ thôi. Và nếu như Suzuki trang bị lại cho mẫu xe này phần mở gương tự động ra thì mình đánh giá cao hơn rất nhiều. Ở trên này chúng ta đã có phần anten được thiết kế lại, cảm giác nó mềm mại hơn và nó bớt thô hơn ở trên những mẫu xe khác. Đây là điểm mình cũng đánh giá cao của Suzuki hiện nay. Về phần trải nghiệm thì mình đã lựa chọn một cung đường từ đường trường đến đường đèo núi khi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên đến Đà Lạt để kiểm tra xem mức tiêu hao nhiên liệu của xe sẽ tối ưu như thế nào và kèm theo đó là xe sẽ vận hành ra sao, cảm giác lái có tốt hay không. Và khi mình trải nghiệm đủ các cung đường trên thì mình đánh giá đây là một mẫu xe rất đáng mua ở trong mức giá tầm dưới 700 triệu đồng. Về phần cảm giác lái thì mình có hai điểm, trong đó một điểm vui và điểm chưa vui lắm đối với mẫu xe này. Điểm vui đó chính là về phần vô lăng của xe đem lại mình một cảm giác lái rất là tự tin khi di chuyển trên đường. Còn điểm không vui là gì? Điểm không vui đó chính là độ ồn của xe, độ ồn của Suzuki Hybrid Ertiga đến từ phần gầm và phần lốp của xe. Đặc biệt khi mà mình di chuyển ở những cung đường nhiều sỏi đá hay là đường nó hơi nhá một chút thì độ ồn vang lên rất là lớn. Và khi mình di chuyển lên Đà Lạt thì các bạn có thể thấy khu mình đỗ rất nhiều sỏi đá và điều này nó tác động vào người lái trên xe, nó hơi ồn một chút. Còn về phần như mình đã nói rồi, phần tay lái rất là êm, chúng ta dễ dàng có thể xử lý xe khi chỉ trên đường, dễ dàng luồn lách qua những con đường hẹp nhỏ, rất đơn giản. Về phần chân ga thì sao? Về phần chân ga thì mình nghĩ rằng các bạn trước khi mua xe cũng nên trải nghiệm và tập cho mình quen một cách lái đối với mẫu xe này. Thay vì việc chúng ta đạp thốc ga thì xe sẽ vọt đi, thì đối với Suzuki Hybrid Ertiga các bạn cần đạp ga một cách nhẹ nhàng, êm đềm một chút và chúng ta sẽ tăng ga dần dần đều lên thì vòng tua sẽ không tăng quá cao. Còn nếu như các bạn đạp thốc ga thì vòng tua sẽ lên mức 3 đến 4.000 là rất lớn. Và điều này sẽ giúp mẫu xe giảm đi khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Về hộp số của xe thì mình cũng đánh giá khá cao khi mà mình đi đường đèo. Mình cảm giác là mình chỉ việc về số thấp thôi là xe có thể đã hãm lại rồi, sẽ giúp mình hạn chế việc phanh và gây ra hiện tượng nóng phanh sẽ không thể xảy ra một chút nào cả. Như mình đã chia sẻ lúc ban đầu, vì mẫu xe này được trang bị hệ thống camera 360 độ xung quanh xe nên khi mình lùi xe vào các điểm đỗ nhỏ hẹp hay là mình đi lách qua những con đường ngõ hẻm đều rất dễ dàng. Gần như là mình không phải việc quái lại nhìn quá nhiều mà mình chỉ cần thông qua hệ thống camera 360 độ mà thôi. Và mình hy vọng ở những phiên bản sau thì Suzuki sẽ nâng cấp hệ thống camera 360 độ của mình lên cho nó có độ nét cao hơn nữa. Có một điểm mà mình hơi không thích đối với mẫu xe này, đó là khi mà mình ôm cua đường đèo liên tục
với vận tốc đâu đấy khoảng 50 đến 55 km/h thì cái phần đuôi xe nó vẫn tạo hiện tượng văng sàng ngang nhẹ. Đây là điểm mà mình chưa sự thích lắm của mẫu xe này. Vì đây là một mẫu xe hybrid nên điều tiên mình quan tâm đó chính là động cơ của xe, kèm theo đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Suzuki Hybrid Ertiga vẫn sử dụng một động cơ 1.5 lít như phiên bản tiền nhiệm của nó. Nhưng thay vào đó nó được trang bị thêm một máy phát ESG để giúp hoạt động vào tùy các trường hợp cố định. Khi chúng ta di chuyển bình thường thì động cơ đốt trong sẽ chuyển năng lượng vào bánh xe, và khi chúng ta di chuyển chậm lại thì động năng sẽ giúp ESG sạc vào lại vào phần pin ở dưới gầm xe. Và đây là hai trạng thái di chuyển phổ biến của mẫu xe này, và nó sẽ được hiển thị ở trên màn hình dành cho người lái xe. Vậy motor điện của ESG sẽ hoạt động khi nào, trường hợp tải nặng hay cần tăng tốc đột ngột? Lượng pin được dự trữ sẽ giúp motor điện hoạt động, hỗ trợ một phần công suất cho động cơ xăng. Suzuki cho biết động cơ điện hỗ trợ tối đa khoảng 30 giây. Trải nghiệm thực tế thì con số 30 giây là đã đủ để vượt qua những con dốc cao hay tăng tốc xe để giải tốc độ ổn định. Nếu chỉ chạy ống phố và chở thêm 1 hay 2 người thì motor điện về cơ bản là không có nhiều cơ hội để hoạt động. Thiếu tính năng chạy thuần điện là một điểm trừ trên mẫu xe này, bởi vì công nghệ hybrid ở trên Suzuki Hybrid Ertiga nó ở mức khá rẻ nên là không có tính năng này. Và chúng ta vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào động cơ đốt trong để khi di chuyển trên đường, bởi vì cái công nghệ hybrid ở trên mẫu xe này chỉ là hỗ trợ dành cho động cơ xăng mà thôi. Tức là nếu như mình đỗ xe vào gara thì mình vẫn phải sử dụng động cơ đốt trong, thay vì việc mình có thể đỗ xe vào gara một cách nhẹ nhàng thông qua động cơ điện. Và đây là điểm mình nghĩ rằng là chưa thực sự ổn lắm đối với Suzuki Hybrid Ertiga. Và nếu như trang bị một động cơ điện hoàn toàn sẽ giúp chúng ta di chuyển ở tốc độ thấp nó nhẹ nhàng và nó êm ái hơn. Và điểm này thì mình đánh giá cao Toyota Corolla Cross, bởi vì chiếc xe khi khởi động lên nó cực kỳ êm ái và nhẹ nhàng. Và một điểm nữa mà mình muốn chia sẻ các bạn khi mà mình trải nghiệm mẫu xe này, đó là tính năng dừng tắt động cơ tạm thời. Tức là sao nhỉ? Khi mà mình dừng xe ở đèn đỏ thì động cơ sẽ tạm thời ngắt đi và tạo một cảm giác rất là êm, rất là dịu. Nhưng khi mình chỉ cần chạm nhẹ vào chân ga thôi thì động cơ sẽ tự động kích hoạt trở lại trong vòng khoảng tầm mấy giây. Và điều này sẽ tạo nên một cái cảm giác, đó chính là một sự rung lắc xe nhẹ. Và điểm này thì mình nghĩ rằng là thôi thì chúng ta cũng sẽ có thể chấp nhận được với một mức giá của xe đâu đấy chỉ khoảng dưới 700 triệu đồng. Về mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này thì theo như mình tìm hiểu từ cục đăng kiểm, nó sẽ chỉ tốn khoảng 5,05 lít ở đường ngoài đô thị. Và trong trải nghiệm thực tế khi mình bật chế độ Cruise Control thì mức tiêu hao nhiên liệu đâu đấy chỉ vào khoảng tầm 7 lít đến 7,5 lít mà thôi. Và mình đánh giá đây là một mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt dành cho mẫu xe này. Mẫu xe Suzuki Ertiga Hybrid thế hệ mới có trục cơ sở dài 2.740mm. Về phần giảm sóc thì mình đánh giá giảm sóc này nó không quá cứng, giúp chúng ta tạo cảm giác khó chịu khi mà di chuyển qua các gờ giảm tốc, và nó cũng không quá mềm để tạo cảm giác bồng bềnh. Còn đâu thì phần giảm sóc này mình đánh giá là nó ổn ở trong phân khúc của nó. Và nếu như để so sánh thì nó sẽ ngang mẫu xe Mitsubishi Xpander. Nó sẽ tạo cảm giác rất hài hòa khi chúng ta sử dụng trên đường, đặc biệt khi chúng ta di chuyển trong những con đường đô thị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào khoang nội thất của Suzuki Hybrid Ertiga. Đầu tiên, điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ ngay với các bạn đó chính là chiếc xe này đã được trang bị một màn hình kích thước 9 inch. Đây thì mình sẽ mở lên cho các bạn. Màn hình 9 inch của xe sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin giải trí, kèm theo đó là hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đây là hai tính năng mình rất đánh giá rất cao ở những mẫu xe ô tô hiện nay. Ngoài ra thì mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống camera 360 như mình đã giới thiệu các bạn. Các bạn có thể quan sát được đa số các góc cạnh ở đây. Đó, để xem là khi mà chúng ta đi những cung đường hẹp dễ dàng quan sát hơn, tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì Suzuki Việt Nam cũng rất là ưu đãi dành cho người dùng khi mà trang bị hệ thống camera hành trình ở trên gương ngay ở trên này. Chúng ta sẽ không còn cần phải độ nữa, các bạn đã có ngay một camera hành trình chính hãng, giúp chúng ta dễ dàng quan sát camera trước và camera sau chỉ thông qua một nút chuyển. Đó, toàn bộ những gì chúng ta đi trên đường sẽ được ghi lại tại đây và sẽ được gắn trên chiếc thẻ nhớ ngay trên này. Như vậy là gì? Như vậy là Suzuki Việt Nam đã rất ưu đãi người dùng tại thị trường Việt Nam khi trang bị sẵn luôn camera hành trình này, sẽ giúp chúng ta đi trên đường cảm giác là an tâm hơn. Nếu như chẳng may có một tai nạn gì xảy ra cũng sẽ được ghi hình vào đây, cả cam trước lẫn cam sau. Và cái option này, cái trang bị này mình nghĩ sẽ sở hữu cái mức giá khá là cao đấy nếu như các bạn trang bị bên ngoài, nhưng với Suzuki nó đã có sẵn ở đây rồi. Về phần thiết kế bản táp lô này, chúng ta vẫn sẽ có các phần nhựa giả da ở đây, kèm theo đây là nhựa gỗ được giải. Và mẫu xe này đến từ nước Nhật nên vì vậy hệ thống điều hòa của xe cũng được trau chuốt để giúp chúng ta có khả năng làm mát tối ưu và nhanh nhất có thể. Đây, chúng ta sẽ có thể là làm mát khá là nhanh khi mà di chuyển giữa trời nóng. Ở phía dưới này chúng ta cũng sẽ có cụm điều hòa để điều chỉnh nhiệt độ ở đây. Chúng ta sẽ có núm vặn rất là quen thuộc, rất là bền và không có cái yếu tố gì để giúp những thứ này nó hỏng được cả, cực kỳ bền luôn. Đây, giáo trong điều hòa tất cả ở đây.
Và thứ hai là chúng ta sẽ rất tiện khi mà đi trên đường, chúng ta không cần phải nhìn ở đây mới có thể vặn được, ta có thể vặn ở đây luôn. Ở phía dưới này thì Suzuki cũng lại một lần nữa rất quan tâm đến người dùng khi mà trang bị hệ thống sạc không dây ở đây. Các bạn có thể cắm sạc không dây, để sạc điện thoại không dây ngay ở tại đây luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một phần cắm cổng sạc USB để kết nối Apple CarPlay, Android Auto và một tẩu sạc 5V nữa ở đây. Như mình đã nói thì cái phần để tay này thì đối mình là nó hơi bé một tí. Nếu như Suzuki Việt Nam làm nó to ra và nó thành một cái hộp để đồ nó rộng rãi hơn một chút thì mình đánh giá cao hơn. Bởi vì hộp để đồ này gần như mình chắc chỉ để được mỗi cái chìa khóa, còn lại mình chả để được gì cả. Đây là điểm mà mình hơi tiếc một chút đối với Suzuki Hybrid Etiga thôi. Còn lại mình thấy là nó dài ra một chút nữa thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều đối với những người hay đi xe cái cảm giác như mình như này. Về phần vô lăng, chúng ta cũng sẽ có một thiết kế vô lăng khá là trung tính và khá là chững chạc với phần ốp nhựa giả gỗ ở đây. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có nút tùy chỉnh ga tự động Cruise Control cũng được thiết kế ngay đây, rất là tiện khi chúng ta di chuyển trên đường. Bản đồng hồ dành cho người lái sẽ thiết kế với hai phần vòng tròn đây, hiển thị vòng tua máy và tốc độ di chuyển. Ngoài ra chúng ta sẽ có một phần màn hình nhỏ ở giữa để hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu, số km còn lại đi được, kèm theo đó là số lần chúng ta đạp phanh hay đạp ga. Và vì đây là một mẫu xe mid hybrid nên chúng ta sẽ có phần hiển thị mức pin đã được sạc lại ở đây. Các bạn thấy ở đây khi mà chúng ta đi chậm thì mức pin sẽ được sạc lại luôn ở đây, và kèm theo đó nó sẽ hiển thị cái logo nhỏ đây là đang sạc pin. Và bây giờ chúng ta sẽ sang hàng ghế thứ hai của Suzuki Hybrid Etiga để xem nó ngồi có sướng không nhá. Tại thì mình đang ở hàng ghế thứ hai của Suzuki Hybrid Etiga. Các bạn có thể thấy là một không gian ngồi rất rộng rãi của đặc trưng của những mẫu xe MPV. Một khoảng cách để chân rất rộng rãi luôn, cực kỳ rộng rãi, các bạn thể thấy không? Hơn một gang tay của tôi mới có thể gọi là chia sẻ được hết cái cảm xúc này. Ngoài ra chúng ta sẽ có một tẩu cắm sạc ở đây để giúp người sau có thể sạc điện thoại ở ngay phía sau này. Nói chung là về cơ bản thì đối với... À đây, thêm điểm nữa. Đây là một mẫu xe MPV, vì vậy là chúng ta sẽ có một hàng cửa gió điều hòa ở đây. Chúng ta có thể tùy chỉnh cho người hàng ngồi hàng ghế sau được mát lạnh với rất nhiều các cấp độ gió khác nhau ngay tại đây. Ở đây chúng ta sẽ có chỗ khu vực để tay. Đó, nói chung là về cơ bản thì đối với một chiếc xe MPV sở hữu một mức giá là dưới 700 triệu đồng thì đây là những trang bị mà cơ bản và tối thiểu rồi. Và mình cũng đánh giá cao với cái thiết kế này, chúng ta sẽ có một chỗ ngồi rộng rãi, một cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau này để có thể làm mát cho người ngồi hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Nhưng mà do chuyến công tác lần này của mình sẽ chỉ đi 4 người thôi, và vì vậy thì mình sẽ không chia sẻ quá nhiều về hàng ghế thứ ba của xe, bởi vì mình đa số là gập lại và để vào đó là hành lý và vali của mình. Như vậy là mình vừa chia sẻ các bạn trải nghiệm của mình đối với mẫu xe Suzuki Hybrid Etiga phiên bản Sport Limited với cung đường từ thành phố Hồ Chí Minh lên đến Đà Lạt. Vậy các bạn nghĩ sao về mức giá này, với mức giá 678 triệu đồng, liệu các bạn có bỏ ra để mua chiếc xe này không? Hãy nhớ để lại comment bên dưới để chia sẻ với mình nhá. Nếu các bạn thấy video clip này hay và ích thì đừng quên nhấn like, share, subscribe và ủng hộ mình ở những video clip tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Bye bye.